giờ mấy giờ rồi? Rồi ba tắm rồi đó. Rung quá trời. Rồi. Rồi tiếng Hàn hả? Con cảm ơn. Rồi. Quá trời đẹp luôn. Đẹp quá, camera vô chụp luôn đi. Trời ơi, mấy đứa này làm giống Hollywood đây là. Hollywood chụp luôn. Quá trời máy ảnh. Xe nặng kìa. Đi qua đó. Ở trong này không phải. Nó đang chỉ đường đi đó. Quá trời. Dùm cẳng mảnh luôn. Dùm nguyên cái chén sau lưng luôn, rất là đẹp. Rồi ba tắm rồi đó. Rung quá trời. Rồi. Rồi tiếng Hàn hả? Con cảm ơn. Rồi. Quá trời đẹp luôn. Đẹp quá, camera vô chụp luôn đi. Trời ơi, mấy đứa này làm giống Hollywood đây là. Hollywood chụp luôn. Quá trời máy ảnh. Xe nặng kìa. Đi qua đó. Rồi. Em ơi, em gì ơi? Rồi, bye bye cô. À, cuối cùng thì cô Lê Thủy cũng ra nhà hát Hòa Bình cả nhà. Đấy. Đây là xe của và xong có phần nữa. Đứng ở ngoài quay kìa. Ăn chậm đi em. Chậm đi con.
Rồi, ok. Hồi nãy anh có anh về em biết là xin tắm được rồi. Anh em chụp xin xuống tắm rồi. Gì? Lấy xài thôi. Anh chụp em á, lắp gửi em. Bỏ máy xuống đi. Anh lắng đi. Chú đang nói chuyện mà. Nói chuyện xong đi, xin chụp tắm. Có gì chết luôn. Anh nói nó phát quà, nói tại là nó tại cho quà tiên rồi. Phát quà không? Nó nói cho quà tiên của anh. Dùng chốt nhán này ra. Sáng giờ quá trời nhán gì? Sáng giờ quá trời nhán gì? Sáng giờ quá trời. Đi mấy hai tiếng. Mấy giờ không? Anh mới em ơi. Muốn tới. Mà cũng hơn còn bắt kịp. Cũng tình. Dạ, chào chú ạ. À. Ở đứng đây là mát nè. Rồi, đóng cửa lại. Bài chứ. Trong chú hiện tại là mọi người đó nha. Rồi. Chú qua chú mới về. Hiện tại giờ ở đây là nhà hát Hòa Bình nha cả nhà. Còn lớn rồi. Đó thì hôm nay là mà mấy cô chú mấy anh chị nó rất là nhiều. Được kỹ. Đây là phía bên ngoài này cả nhà. Dạ bây giờ mình xong rồi cả nhà. Mình cho mọi người phát hết chưa? Xong hết rồi cả nhà. Mấy anh em thì cũng đang ở dọn rồi vậy. Đạo nhân thì bây giờ cũng cảm ơn cả nhà đã xem cái buổi hôm nay là cái buổi phải nói là rất là ý nghĩa luôn cả nhà. Phát những cái phần quà và gạo mì ngọt và đường và tiền cho những nghệ sĩ đã lớn tuổi rồi mà đang gặp khó khăn, cũng như là có tiền để có thêm đồ ăn để mà ăn cái Tết cho nó trọn vẹn cả nhà. Dễ thương khá dài rồi, nhân cũng xin kết thúc ở đây nha.